Dạ, em xin chào chị. Cảm ơn chị có những cái lời khen. Thì nói chung em chỉ là một người Việt Nam. Mình thấy quê hương đất nước của mình đã và đang đổi mới phát triển. Và cái cha anh của mình đã hy sinh quá nhiều cái xương máu cho quê hương đất nước. Và ngày hôm nay không thể nào mà khoanh tay ngồi đó để đặng mà nhìn. Mình không thể nào mà để hưởng thụ mà để nhìn cái lũ ba que xỏ lá, cái lũ ô hợp đó nó xuyên tạc và nó chống phá đất nước, không thể nào chấp nhận được, không thể nào chấp nhận được. Tại vì em thì không có sống chung với tụi nó nghĩ là nó có thể dọa nạt được em. Em không có làm ăn chung với người Việt, tại vì hồi nào giờ em đến Mỹ, em sống rất là biệt lập ra khỏi cái cộng đồng người Việt. Đó. Cho nên đối với tụi nó thì em còn chẳng có sợ gì, nó đụng tới em thì em sẽ dùng pháp luật của Mỹ để trừng trị tụi nó. Hiện nay thì nói chung tụi nó bao vây em rất là nhiều, mà những cái tính cách của nó thì chỉ tìm cách để đặng mà dọa em thôi. Thì em đã báo với FBI rồi, người ta đã đang điều tra thôi. Tại hồ sơ đó và những cái đoạn video của tụi nó, con Ly Xà Phạm và mấy thằng mà nó có thái độ mà côn đồ đó, tụi nó nói bằng tiếng Việt không à. Cho nên em đưa quá nhiều hồ sơ, họ phải cần thời gian để đặng mà họ chuyển dịch lại cho của bên cảnh sát hình sự, họ phải chuyển dịch lại. Họ đã có một cái khung gọi là truy tố rồi, họ đã đọc một cái khung nghị định để truy tố tụi nó, nhưng mà họ nói tại vì tiếng Việt cho nên trước mặt tòa quan tòa đó thì họ phải chuyển ngữ cho nó chính xác để đặng mà kiện tụi này. Rồi nó đúng là chưa phải là kiện nữa, gọi là truy tố. Tại ở bên luật của bên Mỹ này nó có tam quyền phân lập, cho nên cái cách điều hành của nó rất là khác. Hiện nay thì chỉ mong rằng pháp luật Hoa Kỳ phải trừng trị bọn này. Nó xem như nước Mỹ nó giống như của ông cố nội cha nó vậy. Nó muốn dọa ai nó dọa. Nó thấy những người mà người ta mà hiền, người ta chỉ muốn là để làm ăn thôi là nó bu vô, nó dọa người ta đủ cách đủ kiểu hết. Nói chung thì em đã thu được những cái đoạn băng video của tụi nó sử dụng, nó làm cho nhiều người rất là hoang mang, để là FBI, cảnh sát hình sự Mỹ, cảnh sát liên bang đó truy nã lợi minh nó tùm lum chứ á, tụi nó bịa đặt thôi. Thì em cũng có trình bày với lại cảnh sát FBI liên bang là tụi này nó sử dụng những cái mà công lực công quyền của chính phủ Mỹ nó lạm dụng đó, đây là một cái điều mà nó sai phạm rất là lớn. Nó sử dụng ngay cả hình thức mà CIA, FBI và INS, những cái công quyền của nước Mỹ rất là lớn, nó lạm dụng cái này. Cho nên tụi này nó cuộc chiến này với đối với em với tụi nó đó thì nó thể nói là còn dài. Tại vì luật Mỹ nó khi mà nó tố tụng á thì nó phải có thời gian, chứ không phải là mình đưa nó là nó sẽ tố tụng liền đâu. Cho nên hiện nay nó nằm trong cái khuôn khổ gọi là điều tra. Thì tại vì em là người truy tố tố tụng tụi nó thì chính quyền của luật pháp Mỹ đó nó sẽ thu thập hồ sơ đủ chứng cứ và nó sẽ truy tố tụi này. Nếu mà truy tố tụi này về, nếu mà tội thì tội mà giờ hăm dọa đó, tội mà hăm dọa nó gọi là physical physical and verbally á, nó gọi là hăm dọa người ta mà bằng lời nói mà hành động nữa đó, thì cái tội này nếu mà nó có thể kết án lên tới 12 năm. Cho nên em nhất định em không thể nào mà chịu thua cái bọn khốn nạn này. Đấy, tụi nó hiện nay dùng những cái chiêu bài rất là láo xược, nó viết thơ, nó hù dọa đủ mọi cách hết. Luật pháp Mỹ nó không phải là những cái trò đùa như vậy. Luật pháp Đúng Mỹ anh không thể nào anh sử dụng, ngay cả nó sử dụng cái cộng đồng của nó đem ra rồi nó trình bày lên thành phố mà thị trấn mà tôi đang ở đó, nó đang dùng những cái thủ đoạn này, nó làm cho tôi sợ. Tôi không có sợ tụi nó đâu, chào dù Ngọc tôi có Anh. chết tôi cũng không sợ tụi này nữa. Mấy cái lũ này nó rất là khốn nạn, nó phá hoại đất nước, nó xuyên tạc. Nhất là tôi phải chiến đấu với con Lisa, cái con yêu tinh Lisa Phạm này. Đấy thì tôi trình bày với Chào lại bên anh bên cảnh sát, mặc dù người ta đã có đủ hồ sơ chứng cứ rồi mà mình đưa hồ sơ nhiều đó thì họ phải chuyển dịch. Nó đòi hỏi những người mà trong cơ quan FBI người ta chuyển dịch mới được. Tại vì Trần. tôi chỉ dịch lại theo cái ý của tôi, mà nó đâu có chuẩn theo cái vấn đề mà tố tụng của bên cảnh sát liên bang. Cho nên anh chị em các bạn
ở trong nước một số bạn ủng hộ tôi rất là vui. Đây là một cái, mặc dù tụi nó khủng bố tinh thần tôi nhưng mà tôi không có nản lòng đâu. Tôi không có nản lòng đâu. Cái cuộc chiến này còn dài lắm. Tôi sẽ chơi với tụi nó. Mà tôi không, cái lũ khốn nạn này nó không thể nào mà để nó đùa giỡn, nó coi pháp coi thường pháp luật Mỹ đến một mức độ như đúng vậy. Nó coi ai không ra gì hết, nó nghĩ rằng nó đến Mỹ, nó ở Mỹ là nó có thể muốn làm gì làm, đâu có được, không có chuyện đó. Ở Mỹ này nó có luật pháp rõ ràng ra đó hết. Đấy. Nó ông nội cha nó cũng dám kéo biểu tình ra với tôi nữa. Tại vì chỗ tôi ở nói chung là nó gọi là đất, dùng đất của tư nhân. Hôm kia mà tụi nó ra đó, ra ngoài cái nhà đó là nó đã phạm luật rồi. Đúng rồi. Đối với cảnh sát hình sự mà liên bang, nó nói là mấy cái này nó phạm luật rồi. Nếu mà truy tố xong rồi tôi sẽ thưa tụi này tới cùng luôn. Bắt đầu lúc đó tôi mới kiện tụi nó. Tôi kiện tụi nó gọi là privacy invasion. Tôi đang hỏi luật sư rồi. Tôi đã hỏi luật sư đâu hết, người ta nói chờ nó chi cảnh sát truy tố. Truy tố xong rồi nó có cái nó có giấy tờ rồi đó là bắt đầu tôi sẽ kiện. Tôi sẽ kiện mấy ngày tôi chơi tụi nó tới cùng mà. Tôi không có chịu thua đâu. Đây. Thành ra tôi sẽ khi sau khi mà nó có cái hồ sơ rồi đó thì là tôi sẽ lúc đầu tôi sẽ bắt đầu là thẳng tiến nè. Tại vì mình đang đứng ở thế thắng mà. Đúng rồi. Mình đang ở thế thắng, tôi đâu có làm gì sai luật pháp đúng Mỹ đâu. Đối với Mỹ tôi không có làm gì sai hết. Tôi là một người công dân của Mỹ, tôi vẫn sống đúng theo hiến pháp và luật pháp của Hoa Kỳ. Mấy cái lũ bao que xỏ lá này nó rất là khốn nạn. Nó đúng vô mà. Cùng khốn nạn. Nó là cái lũ dòi bọ mất dạy. Bởi vậy bao nhiêu năm đây tôi nói là đã đủ rồi. Tụi này nó tự nó nhảy vô cái hố rồi. Ở Mỹ mà đe dọa người ta là anh rất là phiền. Anh chị em các bạn biết chỉ cần đe dọa thôi. Mạng xã hội nó là mạng xã hội. Tôi nói mà tôi run cả người, tôi tức á. Kenny Nguyễn đâu? Kenny Nguyễn cái người mà treo cờ đỏ, gắn cờ đỏ trên xe đó, rồi súng ống người ta, rồi người ta chụp hình người ta đưa lên mạng đó, cái đó là tự nhiên thôi, quyền cái đó là ở Mỹ mà, cái quyền súng ống là cái quyền tự nhiên. Khi mà mình biết luật pháp Mỹ, mình được quyền mang súng, mình xin phép, nó có giấy cấp phép cho mình mang súng vào để bảo tự vệ, chứ đâu phải đem mấy cái đó chuyện đó ra hù dọa người ta. Nó hù cái anh bạn Ken ở Pennsylvania không vậy. Nên anh ta cũng nói chuyện tôi bình thường thôi. Tụi tôi cũng rất là vui cười. Mấy thằng này nó chỉ dọa nạt những cái người mà gọi là nhẹ dạ cả tin thôi. Mà tụi nó rất là côn đồ. Phải nói là mấy cái đám bao que xỏ lá chống cộng cực đoan ở Mỹ nó rất là côn đồ. Đem cả cái vụ của ông Trần Trường mà mấy chục năm về trước nó dọa tôi nói lầm rồi. Ông Trần Trường ngày xưa đó, ông ở trong, chỉ biết ông ở trong cái thành phố của tụi nó, ông làm ăn ở trong với tụi nó, thì ông treo cờ, ông treo hình Bác Hồ, thì tụi nó chống ông. Chỉ cái vụ đó, nó đem mà nó hù tôi nữa chứ. Mà chỉ biết cái vụ đó đó, là cái cộng đồng cũng đã bị thành phố Orange County phạt cũng mớ đó. Tại vì nó biểu tình không có đúng luật. Rồi sau đó, ông Trần Trường, ông cũng kiện lại tụi nó. Vậy thấy không? Nó che giấu, nó đâu dám nói ở đâu. Đâu dám nói đâu. Nó nói nó đi biểu tình đồ này kia. Chỉ biết ở Mỹ mà biểu tình tầm bậy bạ là Mỹ nó phạt, cảnh sát nó phạt. Chỉ nó phạt cộng đồng. Theo nhưng mà chị biết lại mình. Theo mà chị biết mà dạ. Có một cái người chị về kể đó. Cái đó chị mới biết chứ chị đâu qua được nước Mỹ mà chị biết được. Chị cũng không tham khảo gì. Ở bên đó. Nó tưởng đâu dễ ăn hiếp. Đúng rồi, ở bên đó. Tại vì ông... Nếu mà em đi vô trong cộng đồng của tụi nó đó, em khiêu khích tụi nó đó, em cầm cờ đó, thì dĩ nhiên là em lỗi rồi, mà em đâu ngu. Tại vì cái cộng đồng của nó ở Mỹ này, chỉ biết cái cộng đồng của tụi nó đó, nó có cái luật của tụi nó chơi. Tại vì thằng Mỹ nó là Hiệp Chủng Quốc mà, nó tôn trọng cái quyền của mỗi một cái sắc dân. Nó tôn trọng tụi mày muốn làm gì làm, tụi bay đừng có làm bậy bạ thôi. Nhưng mà mình đâu có vô đó mình khiêu khích chứ đâu. Chị thấy không, em đâu có ngu. À, mà bây giờ nó vu oan nghe, nó nói là em khiêu khích tụi nó. Tụi bay chơi đi. Em sẽ thưa tụi này. Em nói cho chị biết. Em đã hỏi ý kiến luật sư hết rồi. Bây giờ em chỉ chờ chi tố xong là em quất tụi nó. Em quất tụi nó.
Bây giờ này, em nói làm kỳ cho nó. rồi bây giờ chị hỏi là Minh nè, em là bà ở bên Mỹ, rồi chị là bên nước Việt mà em cũng là người Việt, bây giờ em là người là quốc, gọi là bây giờ em là quốc tịch bên Mỹ rồi đúng không, Đúng. nhưng mà em vẫn hòa hợp cộng đồng Việt Nam, em vẫn về Việt Nam, nếu một ngày nào đó em thích về Việt Nam là em xin bên Mỹ về Việt Nam vẫn là người Việt Nam, chứ đâu có ai loại bỏ em ra khỏi thế giới cộng đồng người Việt Nam đâu đúng không, mình là người Việt luôn luôn, mình Quê người hương Việt là đất đúng nước không, Việt à, Nam là của em. đúng rồi Em ở Mỹ mấy chục năm, em nói chị chưa bao giờ em nói em nghĩ em là Việt kiều chứ. đúng, Em rõ chờ ràng người là Việt vậy Nam. Em là người Việt Nam. Có nhiều người kêu em Việt kiều không có thích. Em nói thiệt chứ. đúng rồi đúng rồi, Anh thấy dị ứng lắm. ừ Nó đây là đúng xảo trá mà nó bịp bợm. rồi, chị Nó muốn xíu nó hỏi xảo trá và bịp bợm. chị muốn hỏi là Minh nè,